Chào mừng ơi, quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 034 830 843. Rồi mọi người xem video, theo dõi thì nhớ bấm vô đăng ký kênh, bấm vô cái chuông thông báo để được cập nhật mấy cái video mới khi mà em đăng lên sớm nhất. Rồi hôm nay là video thứ 129 nha mọi người. Mã là 129. Đầu tiên là đây, một cái mũi khoét lỗ nữa. Cái mũi này rất là đẹp, mũi của Nhật, Kanjawa nè, thương hiệu nó nè. Này gắn cho máy khoan mọi người, đẹp cho máy khoan. Đây là cái mũi nhọn, mũi nhọn để lấy tăm. Đây là cái đầu khoét nè. Cái đầu này ở trên nó có cái hước tùy chỉnh ha. Đây là ốc ngược, răng ngược, nới lỏng ra. Đẩy cây này ra thì mình chỉnh được, khoét được cái lỗ to. Đây có để là 120 ly nè. Đây nhỏ nhất nè mọi người, nhỏ nhất là 40 ml, 4 phân á. Đây nè, nhỏ nhất mình sẽ khoét được cái lỗ 4 phân, đẩy vô tí cũng được, đẩy vô tí thì khoét được lỗ 3 phân rưỡi, cỡ 3 phân 6 phân rưỡi. Rồi đây to nhất nè, ở đây tới đây là lỗ 120 nè mọi người, lỗ 12 cm nè. Ra này một tí nó sẽ khoét được cái lỗ là 10, rồi 15 cm mọi người, gần 15 cm đây nè, bán kính là 72 ml. Rồi cỡ 14.5, nó khoét cái lỗ to nhất là 14.5 ha. Đây là cái lưỡi khoét đây mọi người, lấy tăm thì nó nhọn, cái mũi khoét thì nó có cạnh. Cái mũi này gần như chưa sử dụng, nó còn cái lớp keo phủ của nhà sản xuất này. Đây lớp keo phủ bên ngoài nè, còn lớp keo luôn nha. Đây chưa có dấu kẹp cái đầu khoan lên cái tay quay nè, chưa xài nha mọi người. Rồi cái mũi khoét này có mã là 129.1 nha, giá 300.000. Tiếp theo là hai cái đục cho mấy bác làm gỗ hoặc là làm cây cảnh bonsai ha, đục mấy cây lũa. Đây cây này của mắt Japan luôn, các cua các cung. Còn cây này là hàng nội địa rồi, hàng địa Nhật. Hai cây đục tròn nha. Đây đục khoét tròn nè, lại lưỡi nha mọi người, mọi người nhìn kỹ lưỡi nha. Bên em thì không có nhận mài hay là sửa lưỡi gì hết nha mọi người, tình trạng nó nguyên vậy thì em bán nha. Rồi kích thước lưỡi này là 25 nha mọi người, 25 lưỡi lớn. Cái lưỡi nhỏ này là 1 phân. Rồi chiều dài đây. Rồi em bán một cặp nha mọi người. Cái này bán một cặp, cặp đục tròn nè, có mã 129.2 ha, giá 350. Rồi tiếp theo về một cái cờ lê đa năng nữa. Cái này của Nhật, hiện thương hiệu là Sanki, 150 ml.
còn mới rất đẹp. Đây, này size nhỏ. Đây nó mở ra to nhất nè. Được cỡ 10 16 ha. Rồi đóng lại nhỏ nhất là cỡ được 6 mm. 6 đến 16 mm. Đây thép nó làm rất là dày. Nước mạ rất là đẹp. 15 cm 150 mm. Đây. Rồi, cây này có mã 129.3, giá 200.000. Rồi, tiếp theo là về một cây carton của Nhật mọi người. Cái carton thương hiệu là Mitsubishi. Ở đây cũng Mitsubishi đây. Mitsubishi ha. Cắt to lấy cắt giấy ha. Đó. Mình chạm nó nha mọi người. Rồi, xem lưỡi ha. Cắt thử cái ton này là 0.5 nha mọi người, 0.5 5 gem á, 0.5 mili. Đây. Rất là ngọt. Rồi, cái cắt ton kích thước nó đây là 25 cm. Cắt ton Mitsubishi của Nhật có mã là 129.4 ha, giá bán là 300.000. Rồi, tiếp theo về được một cái cuộn thuốc cuộn hước hước dây rất là to, size nó là 50 m của Tajima Nhật. Đây, vỏ nhựa cầm rất là nhẹ. Dây này rất là bền nha mọi người. Đó. Đây cái dây này rất bền mà khỏi sợ dơ nữa. Nó dơ mình rửa ra hết rồi. Chữ nó thì không sợ bay. Rất là chắc, cái dây này không dễ gì mà đứt được. Người xài thoải mái. Đây nó có hai mặt như nhau ha, mà hai màu khác nhau, một này màu vàng và màu trắng. Tajima đây, Nhật. Đây, hai mặt số bằng nhau luôn, 30 nè, 30 bằng nhau nè. Đó. Đây là mặt trắng thì nó có chia mili nè. Ví dụ một phần này là chia ra. Mặt nhỏ này thì chia số nhỏ nhất là 0.5 cm. Đây. 5 ly nè. Còn đây chia từng mili. Rất tiện để mình sử dụng không người. Dây này nó bằng cái PU rất B thấy coi. Bằng PVC vậy nè. Một chất liệu đặc biệt nó làm con dây này rất là chắc. Dây này xài không cách nào mà nó đứt được. Mình xài bình thường. Nên rất là bền. Nó khó mà gói nữa nha mọi người. Người bán
là nhiều nè, cũng khó gói nữa, không có dễ bị gói, chống gói ha. Đó, quay thì khá là nhẹ nhàng. Đây, bên trong nó cũng đẹp như vậy luôn nha, nó đều như nhau. Có qua sử dụng rồi mà còn khá là ok. 50m. Đây là kích thước của cái cuộn dây 28 nhân cho 21, độ dày là 2,5 phân. Rồi, cuộn khước dây 50m Tatima này mã 129.5 nha, giá là 800.000. Tiếp theo một cây kìm cắt cành bonsai. Về một cây kìm cắt cành bonsai ha. Đây tình trạng lưỡi nha mọi người, quay cận cảnh luôn nè, không có mài hay sửa lại nha mọi người, nó nguyên về vậy thì để vậy ha. Đó, mộc rất là đẹp. Đây nó làm hai cái mặt mộc da zin luôn. Còn đây lưỡi rất là ok. Độ gơ rất là ít nha mọi người. Đây, có độ gơ, cây này có sử dụng rồi, có độ gơ nhưng mà rất là ít. Giờ vẫn xài bình thường. Đây lưỡi nó còn xài ok, chưa cần phải sửa. Rồi cây cắt cành này có kích thước là 18.5 mọi người, gần 19, 8.7 mm. Giá là 400.000, mã là 129.6 nha mọi người. 400.000. Rồi tiếp theo về một cây cưa cành luôn, cưa cành bonsai ARS của Nhật sản xuất. Cây này á thường độ bén nó còn cỡ 90% mọi người. Đây thường là nó xài rồi nó sẽ bay mấy cái chữ này ha. Chữ này là sơn, màu sơn nên nó sẽ bay đi. Mà cái này nó vẫn còn nguyên, nhưng là nó xài rất là ít, một hai lần. Đây của Nhật sản xuất. Đây có khóa gài rồi nha mọi người. Size nó là cái lưỡi là khoảng 15 cm, lưỡi 15 ha, tổng kích thước là 20 cm. Rồi cái cưa cành ARS này có mã là 129.7, giá 300.000. Tiếp theo cái kéo tỉa cũng là dụng cụ để làm cây cảnh. Đây có tỉa ha, hay tình trạng lưỡi nè mọi người. Lưỡi này thì phải muốn ngon thì mài lại. Đây tình trạng có độ gơ nè. Đây lưỡi nè, chi tiết cái lưỡi. Rồi, con này là size 20 luôn mọi người, 21 luôn nè.
Rồi cái keo tỉa có mã là 129.8 ha, giá 250 nha. Tiếp theo về một cái kèm chốt dây điện nữa mọi người. Kèm chốt dây điện của hàng đây, Nhật sản xuất, Made in Japan luôn. Đây nó chốt được size là cỡ đây 2.0, 1.6, 1.2, 0.5, 4 cỡ dây. Nên lấy cái dây chốt thử. Đây có cộng dây điện đó, nó là ok. Dây nhỏ hơn tí, rất là ngọt mọi người. Rồi chút dây nhỏ xíu luôn, dây điện này nhỏ xíu luôn, chắc không chấm mấy á, chuốt vô đầu 0.5 thử à. Đây. Đây, đứt ok. 0.5. Ngọt. Rồi, ngoại hình nó khá là ok, còn đẹp. Size 2018. Rồi, cái kìm chốt này có mã là 129.9 nha, giá 350 nha. Đây cuối cùng về được một cọng dây rất là, cọng dây mài khuôn 6mm, rất là đẹp. Dây này cũng Mỹ nha mọi người. Đây là đầu của thằng Mỹ nè. Vô ta của đây multi grab. Z-Code đó, thương hiệu của Mỹ, chúng ta sản xuất. Để coi cái đầu này nó kẹp được mũi 6.5mm nha mọi người, 6.5mm trở xuống. Đây mở hết cỡ ra là 6.5mm trở xuống nha, 6 ly rưỡi, từ 0.5 đến 6 ly rưỡi. Cái dây này đặc biệt nó là gần như mới, chưa xài nha mọi người. Đây chưa có dấu kẹp vô cái đầu luôn, gần như chưa sử dụng. Đây cái đầu còn lẻ e, nó chưa có dấu cặp vô cái máy á, theo cái dây có cái này zin luôn nè. Đây đồ mở, dây này dài 1m3 nha mọi người, khá là dài. Hàng Mỹ nó dây nó khá là dài luôn, nó sản xuất ra cái dây tới 1m3 là. Đây tay nắm bằng nhựa, dây rất là dẻo, quay nhẹ nè, em cuốn tròn ở dây mà quay vẫn nhẹ tơn, nó làm rất là tốt, chất lượng tốt. Đây quay rất là nhẹ luôn. Rồi cái dây mài khuôn này có mã là 129.10, giá 850 ngàn nha mọi người. Rồi em kết thúc video đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ trong thời gian qua. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.